anh đứng gần lại để thấy. Cái này after ha, này after. Cái này là cái after xài pin V-mount, pin 26V, hai pin 26V và hệ thống điều khiển ở đây. Điều khiển ở đây. Tăng giảm công suất ở đây. Đó, tăng giảm công suất. Full công suất 500W, năng lai 1500. Đó, công suất này. Và có nhiều cái tính năng ở đây nữa. Và X-Pack ở nằm bên này. X-Pack Flash. Đó, duration, sấm sét. Nhiều, rất là nhiều X-Pack ở đây. TV. Đó, chớp. Vài tính năng khác. R này lúc là khóa để không có chỉnh gì nữa. Khóa dimmer. Bây giờ có đèn quạt rất là êm. Xong rồi nào.